Con đưa tay lên nào, chú kéo nhá, một tí thôi. Tí nữa được nhá. Được. Nào. Nghe nào. Nào. Tay đâu nào, tay con đâu. Kéo lên nhá. Dưới chị ngoài nào. Đi mới nhận. Như lại đây nó hoảng đấy. Dưới người nhà ngoài ấy. Không sao, không sao. Chúng thế nào. Nào. Tay con đâu. Tay con đâu rồi, tay kia đâu. Đi đi con. Nào kia. Nó buồn một bên hát rồi. Rồi kéo căng dây Cường. Nào, tay kia con đâu. Nào, tay kia con. Đây, chú nới lỏng dây nhá. Đấy, con đưa tay kia ra. Muồn qua cái dây đấy của chú nào. Nào, muồn cái tay kia. Đúng rồi, cái tay đấy đúng rồi. Nào, muồn lên nào. Con bám chặt nhá. Bám chặt lấy cái tay đấy, con bám chặt lấy cái dây của chú nhá. Chú kéo con lên nhá. Được không? Nào, bám nhá. Bám chắc nhá. Bám chắc nhá. Chú bám chặt vô con. Chú dây chặt vô con. Thằng ơi, mày đến cầm đầu dây này nè. Không, cầm khúc đầu này cho nó thẳng, đường thẳng lên thôi, đừng cho nó sát tường. Bám chặt lấy, chú kéo con lên nhá. Cầm nó xuống lọc với thằng. Nào. Con bám chặt nhá. Con bám chặt, chú kéo con lên nhá. Nào. Lên. Lên. Kéo lên lên. Bám chặt đi con. Từ từ thôi, con gấp, từ từ thôi. Kéo lên. Kéo lên đi. Kéo trong nó lên. Rồi đây rồi, hứa rồi. Ui giời ơi. Lấy khăn ra rồi, lấy khăn ra. Con con gà. Rồi. Cho cháu nó thở, cho cháu nó thở. Không cần, mà kệ đi, đéo cần. Đi ra. Anh đi ra rồi. Con sao không? Rồi, con sao rồi, con sao rồi. Cái nhà rồi, khăn nó rồi. Vâng, Phương ơi. Đây đây, ba con đây. Không sợ nhá. Ê, cho nó mượn cái áo, lấy chồng đấy. À, lấy cái áo chồng, cho lật đó. Rồi, bê lên. Cho lên xe không, chở ra, ấy luôn, chở ra. Nhà ở đâu? Bà nó ở ngoài. Lấy ra ngoài đi. Dọn đi.